finally arrived in Hanoi and we got to Sa Pa. As you can see, the view behind that last picture was really pretty. And we walked into the village a little bit more. You see that there's a lot of kids following us around. They wanted us to buy the bracelet and like purses and wallet that they were handmade. Cảm giác như thế nào khi tới Sa Pa? Cần anh quay phim không? Buồn vui lẫn lộn. Tại sao buồn vui lẫn lộn? Cảnh thì đẹp, nhưng mà người thì mệt. Trời, làm đặt cái này có mua rồi bà. Một cái dọc từ chụp hình đến giờ nó quá trời. And that was my mom's thoughts on what the experience is. The view was pretty, she said. But this lady interrupted us and asked us to buy more wallets and bracelet for her. It's pretty funny. After that beautiful, beautiful view, we went on with our trip. We went on a train to a higher part of Sa Pa, and I hope you guys enjoy it. Hi. This is the view when we leave.
New car for the bitch. For real. Okay. Welcome to China. You can't even talk to the bitch. Nah. She fucking with bosses and shit. Oh God. I pull up in Rari's and shit. So we arrived in the hotel room in Hanoi City. And it's the nicest hotel that we stay in throughout the tour. So enjoy the view. And we also went swimming. Got them tennis chains on and they real blingy bling. Draco make you do the chicken head like chingy ching. Walking Neiman Marcus and I spend a life 50-50. Please proceed with caution, shooters, they be right with me. 21 bad bitch, cute face and some nice titties. 7500 on a Saint Laurent jacket, yeah. Bitch, be careful when you dumping your action, bitch. I ain't no sucker, I ain't cuffing no action. Nah. The streets raise me, I'm on it all day. I might pull up in a ghost, no Casper 21. I've been smoking gas and I got no ass. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Yeah, 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 in my bank account. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shooters ready to gun you down. Yeah, ready to gun you down. Ready to gun you down, God. Yeah. Ready to gun you down, God. Yeah, dawg. Yeah, not for real, dawg. 21. Afraid about the six, now I got a house in the hill, dawg. 21. Wanna see about it, nigga, get you killed, dawg. Whack. Wanna tweet about me, nigga, get you killed, dawg. Whack. Kill, dawg. I'm a real dawg. You a little dawg. Bill, dawg. Wanna build, dawg. Chasing meals, dawg. Yeah. Don't ride in your bitch like O'Neal, dawg. Chase, I shoot like Reggie Mills, 21. Chopper sting you like a ill, dawg. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Yeah, 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 in my bank account. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shooters ready to gun you down. Yeah, ready to gun you down. Yeah, ready to gun you down. Yeah, ready to gun you down. Hôm qua anh tát nước đầu đèn. Hôm qua anh thấy em một mình. Hôm qua em đi ngang qua xóm, anh gọi thở em ơi đi xe em làm thân. Nói thật là em đẹp không cần chút son phấn nào. Em đẹp như là một bài dân ca. Thật ra anh cố tình gọt áo lại, nếu em có nhặt được thì cho anh xin nha. Hôm qua tát nước đầu đèn bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Sức chỉ đường ta, vợ anh chưa có, mẹ già chưa không. Áo anh sức chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cô. Không rồi anh sẽ trả công, đến khi lệ chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em nằm thúng xôi vò, bác con lần nào một vò rượu tăm. Giúp em để chiều em nằm, để chăn em đắp, đôi chăn em đeo. Giúp cho con tám tiền treo, con năm tiền cưới lại đèo buồng cao. Không rồi anh sẽ trả công, đến khi lệ chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em nằm thúng xôi vò, bác con lận béo một vò rượu tăm. Giúp em đưa chiều em nằm, để chăn em đắp, đôi chăn em đeo. Giúp cho con tám tiền treo, con năm tiền cưới lại đèo buồng cao. Hey, anh vô tình quên chiếc áo, áo anh vô tình quên chiếc áo. Hey, anh vô tình quên chiếc áo, áo anh vô tình quên chiếc áo. Hey, anh vô tình vô tình. Bước đầu đêm ngày khúc nối hai làng mình, dỗ họ là họ dỗ ta, không nơi nào mà đẹp bằng quê ta. Vắng người anh đứng đó hát ca, nắng lên nóng quá anh cởi áo ra. Áo anh đã sức chịu đường cả, và anh làm gì có biết kiếm ở đâu ra. Em thì có thể không chút son phấn, nhưng sự mộc mạc cũng là điều anh thích. Giá anh thì có thể cháy nắng, nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn trên. Anh không thể nào hát nhạc sến được như chế linh, nhưng mà dân ca thì anh có thể thử. Áo anh làm quen lại trên thành, em đi ngang có thấy nhạc giùm anh được chứ, để anh còn gặp em. Chiều em.
chồng em đắp đôi chồng em đeo, giúp cha qua tăng tiền cha qua đăng tiền cưới lại leo buồng cao. Không rồi anh sẽ trả con đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho anh giúp cho em làm thứ soi vò một lần béo một vò rìa lại ba mò lần béo đôi chiều em nằm một đôi chồng em đắp một đôi chồng em đeo, giúp cho qua tăng tiền cha qua đăng tiền cưới lại leo buồng cao. Không rồi anh sẽ trả con đến khi lấy chồng, anh sẽ giúp cho chiều em nằm đôi chồng em đã đôi chồng em đeo, giúp cho qua ta tiền treo qua năm tiền cưới lại đeo buồn cao. Hay là cố tình quên chiếc áo, áo anh cố tình quên chiếc áo, vác nước đâu đinh bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Con